Hi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ làm cái video để cập nhật tình hình thị trường cho mọi người. Thì trước khi đến với cái chủ đề của video ngày hôm nay, thì các bạn có thể thấy là cái trang web anhreviewico.com của mình thì thường xuyên update những cái ICO mà mình tham gia cũng như là mình review. Thì các bạn có thể vào đây xem qua để ra quyết định đầu tư được không ạ? Ngoài ra thì với những cái bạn nào mới subscribe kênh YouTube của mình ấy, thì sau khi đăng ký, các bạn nhớ ấn hình quả chuông ở bên cạnh cái nút đăng ký được không ạ? Và mình thì có để cái link kênh Telegram của mình ở dưới cái phần liên hệ. Thì trên kênh Telegram của mình hiện tại thì có trên 400 thành viên. Thì mình vẫn thường xuyên update thông tin trên kênh Telegram lẫn kênh YouTube. Thì các bạn đã subscribe kênh YouTube thì nên follow thêm kênh Telegram của mình để các bạn được cập nhật tình hình một cách nhanh chóng nhất. Ok, quay trở lại với cái chủ đề ngày hôm nay. Thì thị trường hôm nay thực sự là đang có cái sự hồi phục đúng không ạ? Sau khi mà chúng ta chứng kiến cái ngày chủ nhật khá là đẫm máu, tất cả các đồng coin giảm khá là mạnh, và sau đó thì Bitcoin cũng như là những cái đồng coin khác thì hiện tại đang có cái mức phục hồi cũng khá là ổn định, với Bitcoin từ hôm qua đến ngày hôm nay vẫn đang duy trì ở cái mức 8.500 đô, và ở trong top 10 hiện tại thì tất cả những cái đồng coin khác cũng đều có cái màu xanh tăng trưởng, chỉ trừ có một đồng coin, đó chính là đồng Ethereum. Thì thực sự là Ethereum là một cái đồng coin mà mình rất thích, cũng như là mình cũng đang nắm giữ khá nhiều Ethereum. Và mình hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn là cái lý do ấy, tại sao mà đợt vừa rồi, nếu bạn nào để ý thì đợt vừa rồi Bitcoin sụt giảm kéo theo các đồng coin khác sụt giảm theo, nhưng mà Ethereum thì có cái mức sụt giảm nhiều hơn rất là nhiều, gần 20%. Và sau đó thì Ethereum thì lại có cái mức tăng trưởng chậm hơn khá là nhiều so với những cái đồng coin khác. Thì có một cái lý do mà thực sự là lý do này thì không phải là lý do chính thức, tuy nhiên là chúng ta cũng có thể tham khảo được không ạ? Thế thì Ethereum thì mình sẽ click vào cho các bạn. Ethereum đợt vừa rồi thì có một cái mức đáy khá là sâu trong ngày chủ nhật vừa qua, đó là mức 460 đô, tầm đó, tầm 460 đô. Đây là một cái mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2017, có nghĩa là gần 4 tháng rồi Ethereum mới có cái mức sụt giảm xuống cái đầu 4 cho cái giá của mình. Thế thì lý do tại sao Ethereum lại có cái mức sụt giảm mạnh như vậy, ngoài cái việc là Bitcoin giảm đúng không ạ? Chúng ta đều biết là khi mà Bitcoin giảm thì kéo theo các đồng coin khác nó cũng sụt giảm theo. Tuy nhiên trong cái trường hợp này thì Ethereum nó còn một cái lý do nữa, cũng là một cái lý do có thể khả năng rất là cao là lý do trực tiếp khiến cho giá của Ethereum sụt giảm rất là sâu, khoảng 460 đô trong mấy ngày vừa qua, và hiện tại đang tăng trưởng lên khoảng hơn 550 đô. Thế thì từ 460 lên 550 là gần 100 đô chỉ trong 1-2 ngày, là một cái mức thay đổi phải nói là rất cao đối với một cái đồng coin top như là đồng coin Ethereum. Thế thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn được không ạ? Đó là liên quan đến một cái dự án, trước đây dự án này là một dự án ICO. Đã có một cái bài báo phân tích khá là hay liên quan đến cái việc những cái dự án ICO thì ảnh hưởng như thế nào đến giá của Ethereum, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Như các bạn đều biết là gần như hầu hết các ICO hiện tại đều gọi vốn bằng Ethereum và chạy trên cái nền tảng hợp đồng thông minh ERC20, và chúng ta phải chuyển token từ ví MyEtherWallet vào đúng không ạ? Mình không phải là tất cả, nhưng mà phần lớn là các ICO hiện tại thì đều sử dụng cái đồng coin Ethereum là cái đồng trung gian, và sử dụng cái hợp đồng thông minh ERC20. Và điều này dẫn tới một việc là chúng ta mua Ethereum rất là nhiều để mà chúng ta mua ICO, thì đó là một cái điều rất là tốt, và cái đồng coin này đã khiến cho đồng Ethereum tăng trưởng rất mạnh trong năm 2017, và có đến những lúc đạt đỉnh điểm là 1.400 đô. Thì chúng ta không thể phủ nhận cái điều này. Tuy nhiên, cái gì cũng có hai mặt, và cái mặt trái của cái việc là quá nhiều ICO sử dụng đồng Ethereum đó chính là cái việc những cái ICO đó đang nắm giữ một phần, một cái số tiền rất lớn của Ethereum trên đang lưu hành trên toàn thế giới. Thì theo ước tính thì cái số tiền mà những cái ICO họ đang nắm giữ chiếm khoảng 3,6% cái số Ethereum đang có ở trên thị trường. Và cái con số này nếu mà tính ra theo giá trị của USD thì nó rơi vào khoảng 5,7 tỷ USD vào năm 2017.
Có nghĩa là trong năm 2017 thì những cái dự án gọi vốn sử dụng đồng Ethereum đã gọi vốn được 5,7 tỷ USD. Và nó đã giúp cho cái đồng Ethereum tăng trưởng khá là mạnh. Tuy nhiên là mình đã có một cái thông tin, đó chính là cái ảnh hưởng của cái việc những cái đồng coin ICO nó nắm giữ quá nhiều Ethereum là như thế nào. Thế thì các bạn đều biết là cái dự án ICO thì không phải dự án nào cũng thành công, đúng không ạ? Và có những cái dự án họ gọi vốn được rất cao, tuy nhiên là dự án đó có thể không khả thi và không đi vào hoạt động được. Và cái nhà sáng lập của cái dự án đó đã nhìn trước cái điều đó, thì các bạn cũng sẽ tự mường tượng ra được là họ sẽ làm gì, đúng không ạ? Họ sẽ bán toàn bộ cái số Ethereum mà họ đang nắm giữ lên sàn. Và điều này thì trực tiếp làm cho giá trị của Ethereum giảm rất là mạnh, như chúng ta đã chứng kiến trong mấy ngày vừa qua. Thế thì có một cái thông tin mình nghĩ là khá trùng hợp với cái thời điểm mà Ethereum sụt giảm gần 20% trong ngày Chủ nhật. Đó chính là cái việc trước đó 12 tiếng thì một cái dự án có tên là EOS, dự án này trước đây cũng là một cái dự án ICO, đã chuyển vào sàn Bitfinex 50.000 ETH. Chưa có thông tin chính thức nào là cái dự án EOS này đã bán cái số 50.000 ETH này trên sàn Bitfinex. Tuy nhiên là chúng ta có thể tự hiểu với nhau rằng những cái trường hợp mà chuyển một cái số tiền khổng lồ như vậy, hàng chục triệu USD lên một sàn giao dịch, thì khả năng rất cao là họ sẽ bán xả cái số Ethereum đó, bởi vì cái sàn giao dịch online nó không phải là một nơi an toàn để mà lưu trữ những cái đồng coin như Bitcoin hoặc Ethereum, đặc biệt là với một cái số lượng khổng lồ như vậy. Thế nên là cái việc họ chuyển lên cái sàn này thì mục đích gần như 99% là họ dùng để mà bán xả cái số tiền đó. Thế thì cái thông tin này lại lại khá là trùng hợp khi mà nó diễn ra trước cái thời điểm Ethereum sụt giá 12 tiếng. Và nếu mà thực sự là con số 50.000 ETH này được xả vào cùng thời điểm thì nó chính là lý do vì sao mà khiến cho Ethereum bị sụt giảm xuống 460 đô. Và cái điều này nó lại thể hiện rất là rõ rằng cái việc những cái thông tin nó rất là quan trọng để chúng ta có thể biết được cái xu hướng giá của những cái đồng coin ngoài cái việc phân tích kỹ thuật ra. Và cái điều này thì nó đang thậm chí là chưa có cái thông tin nào chính thức là đã công bố là cái liệu cái số 50.000 Ethereum này nó đã bán hết chưa. Và chúng ta có thể thấy là hiện tại thì Ethereum vẫn đang có cái mức suy giảm nhẹ, đúng không ạ? Trong khi tất cả những cái đồng coin khác thì lại tăng trưởng, thì riêng Ethereum thì lại đang có cái mức sụt giảm khá là nhẹ. Thế thì có khả năng là cái số 50.000 ETH này vẫn còn đang được bán trên sàn Bitfinex, khiến cho giá của Ethereum vẫn chưa thể nào mà có thể có cái mức tăng trưởng tương đồng với những cái đồng coin khác trong top. Thì đấy là một cái thông tin mà mình muốn chia sẻ cho các bạn liên quan đến Ethereum. Tuy nhiên là với cái đợt sụt giảm Ethereum như hiện tại thì mình nghĩ lại là một cái cơ hội rất là tốt để mà chúng ta mua Ethereum để có thể tham gia các ICO. Nếu bạn hôm qua mình đã có làm cái video về cái việc là giá của Ethereum nằm trong khoảng từ 400 cho đến dưới 500 là một cái khoảng giá rất đẹp để các bạn mua để sau đó tham gia ICO. Và tham gia ICO sau khi ICO lên sàn thì các bạn sẽ nhận được lãi kép từ cái việc là giá của Ethereum tăng và cái phần trăm bonus các bạn nhận được. Và cái thời điểm hiện tại mà các bạn muốn tham gia ICO thì mình khuyên thật sự là các bạn nên tham gia vào cái đợt pre-sale khi mà các bạn được tặng từ 20, 30 đến 40% số token. Thế thì khi mà cái đồng coin đó lên sàn và chẳng may mà cái đồng coin đó lên sàn mà không thể tăng trưởng được, không thể pump giá được, thì nó vẫn có thể bằng giá của ICO và các bạn vẫn có thể nhận được 40%, 30% lãi suất cộng thêm cái lãi suất từ cái việc giá của Ethereum tăng lên. Thế thì mình nghĩ trong cái thời điểm hiện tại thì lãi 30, 40%, 50% là một cái lợi nhuận khá là ổn. Nếu mà nhân 2 thì nó rất là tuyệt vời. Các bạn không nên so sánh với cái thời điểm mà cuối năm 2017, khi mà cái việc x5, x10, x20 nó quá dễ dàng, khiến cho chúng ta cảm thấy cái việc kiếm tiền nó quá dễ, và điều này thực sự rất là nguy hiểm. Bởi vì cái thời gian đó nó đã qua, và chúng ta khi đầu tư vào bất cứ cái gì, không chỉ ICO, thì chúng ta phải biết được là chúng ta đang đứng ở cái giai đoạn nào của thị trường. Và ở cái giai đoạn hiện tại thì 30, 50% và nhân 2 đã là một cái mức lãi suất cực kỳ tuyệt vời. Đó, nếu các bạn thấy là giai đoạn hiện tại nó đang rất là đỏ và rất là nhiều người thua lỗ rồi, mà chúng ta đầu tư và chúng ta lãi được 40-50% là một cái điều rất là tốt. Và thực sự là cái việc X10, X5, X10 nó có thể quay lại với chúng ta, tuy nhiên là chúng ta phải đợi đến cuối năm 2018 thì cái điều đó mới thành hiện thực.
Chứ còn trong cái thời điểm hiện tại thì chúng ta đầu tư chúng ta phải đưa ra được cái mức lợi nhuận mà nó phù hợp với cái giai đoạn của thị trường thì chúng ta mới là một những cái nhà đầu tư thông thái, đúng không ạ? Thì đấy là những cái chia sẻ của mình liên quan đến cái đồng Ethereum. Một cái thông tin thứ hai mình nghĩ cũng khá là quan trọng, đó chính là liên quan đến hội nghị thượng đỉnh G20. Thì các bạn đều biết là cái hội nghị này đã đưa ra cái thông tin rằng họ sẽ họp mặt, các nhà lãnh đạo của các nước sẽ họp mặt để đưa ra những cái quyết định liên quan đến tương lai của thị trường tiền điện tử và Bitcoin. Thì trước khi mà cái hội nghị G20 này diễn ra đã dấy lên rất là nhiều tin đồn về cái việc giá của Bitcoin sẽ bị giảm sau khi mà cái hội nghị này nó sẽ đưa ra những cái quy định thắt chặt về tiền điện tử nói chung, và những cái dự đoán liên quan đến cái việc Bitcoin có thể chạm đáy 6.000 đã được đưa ra. Tuy nhiên là sự thật thì nó đi hoàn toàn ngược lại với những cái gì mà chúng ta suy đoán. Khi mà sau khi mà họ họp xong cái hội nghị thượng đỉnh G20 thì những cái nhà lãnh đạo họ đã đưa ra cái kết luận rằng là những cái đồng tiền điện tử hiện tại vẫn chưa có ảnh hưởng lớn đến kinh tế thế giới, thế nên là họ vẫn chưa nhất thiết phải đưa ra những cái quy định để thắt chặt thêm. Và điều này thì đã góp phần cho việc giúp Bitcoin tăng trưởng lên 8.500 đô hiện tại. Và mình sẽ tóm tắt cho các bạn là trong cái hội nghị, trong cái cuộc họp G20 thì các nhà lãnh đạo họ đưa ra những cái quyết định gì và đã khiến giúp cho giá của Bitcoin tăng trưởng lên, được không ạ? Thì đây là những cái tóm tắt về những cái nội dung chính của những cái cuộc họp hôm đó. Thế thì thứ nhất ấy, họ đưa ra về cái mối lo ngại về cái việc dùng tiền tử để rửa tiền và tài trợ cho khủng bố, thì đây được xem là cái lý do chính giúp để tăng cường giám sát và thắt chặt cái quy định về tiền điện tử trong tương lai. Và tiền điện tử thì được cho là thiếu những cái đặc điểm của một loại tiền tệ và nó giống như một loại tài sản thì đúng hơn. Phó thống đốc Ngân hàng Pháp thì muốn làm cho tiền điện tử trở nên an toàn giống như các sản phẩm khác có, giống như các loại tài sản hiện có như là bất động sản. Các quốc gia đang mong muốn thiết lập một cái khuôn khổ pháp lý quốc tế với ngành công nghiệp tiền điện tử. Bộ Tài chính Anh thì sẽ thành lập một đội đặc nhiệm với Ngân hàng Anh và cơ quan quản lý tài chính nước này để xem xét rủi ro của các loại tiền điện tử. Và báo cáo từ Ban ổn định tài chính G20 cho rằng tiền điện tử không phải là một mối nguy hại cấp bách với hệ thống tài chính hiện tại. Đó là những cái thông tin chính liên quan đến cái hội nghị G20, và sắp tới còn những cái thông tin thì mình sẽ update cho các bạn. Nói chung là cái hội nghị G20 này trong thời điểm hiện tại thì vẫn không ảnh hưởng xấu đến cái thị trường điện tử nói chung và đến giá của Bitcoin nói riêng. Đấy là cái thông tin liên quan đến cái hội nghị G20. Thông tin tiếp theo mình muốn cập nhật cho các bạn đó là một thông tin liên quan đến nước Mỹ. Thì Tổng thống Donald Trump trong cái cuộc họp trong cái thời gian diễn ra cuộc họp G20 thì ông cũng đã có, trong cái thời điểm đó thì ông cũng đã có đưa ra một cái lệnh cấm, mà lệnh cấm này là cấm người dân Mỹ mua cái đồng Petrocoin. Thì mình đã có cái video chia sẻ về cái việc cái đồng Petrocoin nó là một cái đồng coin của đất nước Venezuela, và tổng thống của đất nước này đã là cái đất nước là cái người tiên phong trong cái việc là đưa ra một cái đồng coin của quốc gia, và ông mong muốn là với cái đồng coin Petro thì sẽ giúp cho đất nước Venezuela sẽ cải thiện được tình hình kinh tế cũng như là giảm được cái nạn lạm phát đang hoành hành hiện tại. Tuy nhiên là với cái động thái đưa ra một cái đồng tiền điện tử riêng của quốc gia mình thì ông gặp phải rất nhiều những cái chỉ trích và đến từ cộng đồng quốc tế. Phía ủng hộ ông thì cho rằng là cái đồng Petro này sẽ giúp cho cái việc lạm phát của Venezuela sẽ được cải thiện. Nhưng mà một số khác thì cho rằng đây là một cái cách thức khác để mà ông cũng như là cái đội ngũ của mình có thể tham nhũng một cách ẩn danh và tốt hơn. Thì cái việc ẩn danh nó luôn luôn là một ưu điểm cũng như là một cái khuyết điểm rất là lớn của tiền điện tử. Và rất là nhiều người thì cho rằng là hiện với cái tình trạng hiện tại thì cái đất nước hiện tại của các đất nước Venezuela đang có cái nạn lạm phát hiện tại là chính là do ông cũng như là những cái đội ngũ cộng sự. Và cái việc ban hành nên một cái đồng coin thì cũng chỉ nhằm cái mục đích là để tham nhũng hơn mà thôi. Thì đấy là hai cái ý kiến trái chiều liên quan đến cái việc ông tung ra cái đồng Petro. Thế thì Tổng thống Mỹ thì có những cái bước khá là quyết liệt đối với cái đồng coin Petro của Venezuela khi mà ông chính thức cấm người dân Mỹ
mua cái đồng coin này. Và điều này thì ảnh hưởng khá là lớn đến Venezuela. Và đây là một cái động thái mà quốc tế cho rằng là Mỹ đang muốn thắt chặt hơn những cái quy định trừng phạt đối với Venezuela. Và cộng đồng quốc tế thì cũng không ủng hộ cái đồng coin Petro này cùng với tổng thống Donald Trump. Thế thì cái sự công nhận của quốc tế đối với cái đồng coin Petro này ngày càng suy giảm, và có lẽ là cái việc này nó sẽ ảnh hưởng khá là xấu đến cái đồng coin Petro nói riêng và đất nước Venezuela nói chung. Và có thể là với cái thông tin này, với một cái đất nước mà có cái nền kinh tế mạnh như Mỹ và họ đã có cái động thái không đồng tình với cái đồng coin Petro, thì có thể là những cái đồng minh của Mỹ cũng sẽ có cái động thái tương tự, và kinh tế của Venezuela có thể là sẽ chưa thoát khỏi cái nạn lạm phát trong thời gian ngắn. Thì đấy là cái thông tin liên quan đến Mỹ và Venezuela. Ok, thông tin tiếp theo mình muốn update cho các bạn đó chính là cái việc thẻ thẻ tín dụng Mastercard. Thì chúng ta đều biết là một cái hãng thẻ cũng như là một cái tập đoàn rất là lớn liên quan đến thẻ tín dụng cũng như là những cái hoạt động về tài chính. Thế thì cái ước mơ của những cái nhà đầu tư tiền điện tử cũng như là những cái người dùng, những cái người yêu thích tiền điện tử như chúng ta, đó chính là việc Mastercard sẽ tích hợp thanh toán tiền tử vào trong thẻ của họ. Thì nếu mà Mastercard thực hiện cái điều này thì có lẽ là giá trị của tất cả cái đồng coin sẽ gọi là go to the moon, đảm bảo là như vậy. Tuy nhiên thì Mastercard là một cái tập đoàn rất là lớn, và những cái quyết định của họ thì phải cân nhắc rất là kỹ lưỡng liên quan đến cả vấn đề luật pháp và liên quan đến cả thực tiễn nữa. Thì Mastercard trong trong cái bài báo này đã đưa ra cái thông báo là họ có thể sẽ hỗ trợ cái đồng tiền điện tử. Đó, hỗ trợ đồng tiền tử, nhưng mà họ không nói rõ là họ sẽ hỗ trợ Bitcoin hay là những cái đồng tiền điện tử đang không có sự kiểm soát như hiện tại. Mà trong bài báo thì họ đã chỉ ra rằng là họ sẽ hỗ trợ những cái đồng tiền điện tử kiểu như là cái đồng Petro của Venezuela, có nghĩa là những cái đồng tiền đó phải được phát hành bởi một quốc gia và được cái chính phủ của nước đó đảm bảo cho cái đồng tiền đó thì họ mới cho tích hợp vào cái thẻ Mastercard của họ. Chứ họ không, họ chưa vẫn chưa có cái động thái là sẽ tích hợp những cái đồng tiền như Bitcoin, những Ethereum vào trong cái thẻ Mastercard của họ, bởi vì liên quan đến cái vấn đề pháp lý. Đó, vấn đề pháp lý luôn luôn là cái vấn đề mà họ rất là cân nhắc khi mà họ tích hợp những cái đồng tiền điện tử lên trên cái thẻ của mình. Thế thì cái động thái này vẫn chưa phải là một cái động thái, một cái thông tin tốt cho những cái người yêu mến tiền điện tử. Thì như các bạn đều biết là ngoại trừ cái đất nước Venezuela ra thì hiện tại vẫn khá là ít đất nước đã có cái thông báo là họ sẽ đưa ra cái đồng tiền điện tử riêng của quốc gia mình, thì sẽ còn mất rất nhiều thời gian để có thể thể thực hiện hóa được cái điều này. Mỗi một quốc gia sẽ có một cái đồng tiền điện tử riêng, thì cái điều này sẽ còn mất rất nhiều thời gian để có thể đưa vào thành hiện thực. Và có lẽ là đến khi đó thì Mastercard mới tích hợp những cái đồng tiền điện tử đó vào trong cái thẻ của mình. Và hiện tại thì họ vẫn chưa có cái thái độ thân thiện lắm với Bitcoin cũng như là những cái đồng tiền điện tử mà phân tán phi tập trung như hiện tại không có sự kiểm soát, thì họ vẫn chưa có hứng thú lắm. Ok không ạ? Thông tin cuối cùng mình muốn cập nhật đến các bạn đó chính là thông tin liên quan đến một ông lớn của mạng xã hội, đó chính là Twitter. Thì sau Facebook và Google, họ đã có những cái động thái chặn quảng cáo liên quan đến cryptocurrency. Thì gần đây nhất Twitter có vẻ như là sẽ theo chân hai cái ông lớn đồng hương. Và một cái bài báo, tức là có một cái báo cáo đã của tờ Sky News đã viết rằng là hiện tại thì có rất là nhiều những cái mạng xã hội ở Mỹ đang cùng chung tay nhau để mà có thể ngăn chặn cái sự quảng cáo phải nói là quá lố của những cái ICO cũng như là của một số những cái dự án tiền điện tử hiện tại. Thì những cái ông lớn của Mỹ đang có cái động thái chung tay nhau để mà ngăn chặn điều này. Và Facebook và Google thì đã có những cái động thái tích cực, đúng không ạ? Google thì còn triệt để hơn, không chỉ cấm ICO, quảng cáo ICO mà còn cấm cả những thông tin liên quan đến sàn giao dịch cũng như là những cái thông tin liên quan đến tư vấn giao dịch. Nói chung là tất cả những thông tin liên quan đến cryptocurrency thì theo thông báo mới nhất là Google sẽ có cái quy định để mà ngăn chặn. Và Twitter thì họ đang họp báo, họ đang họp báo về cái vấn đề này, và đã có một cái thông tin đó chính là việc Twitter thì họ không phủ nhận cái thông tin này. Đó, sau khi thông tin này được đưa ra
thì Trister không phủ nhận, và gần như là khả năng rất là cao là cái điều này nó sẽ thành hiện thực khi mà hai cái ông lớn đồng hương Google và Facebook họ đã có những cái động thái rất là mạnh mẽ, thì Trister khả năng rất là cao là họ cũng sẽ có những cái quy định để mà ngăn chặn những cái quảng cáo hiện tại đang chạy quá nhiều trên những cái mạng xã hội hiện tại và có những cái ảnh hưởng tiêu cực đến những người dùng của những cái mạng xã hội này. Thì mình sẽ tiếp tục cập nhật cho các bạn nếu như mà Trister có thực sự là ra cái lệnh cấm đó không, không ạ? Ok không ạ? Đấy là tất cả những cái thông tin mà mình muốn update cho các bạn trong ngày hôm nay. Thì sắp tới mình sẽ còn rất là nhiều những cái thông tin khác update tình hình thị trường, cũng như là mình sẽ review những cái ICO mà mình cảm thấy là tiềm năng. Thì thời điểm hiện tại các bạn có thể đầu tư ICO và đợi cho đến khi thị trường hồi phục thì giá của Ethereum cũng như là Bitcoin sẽ tăng trưởng trở lại, thì có thể là các bạn sẽ có thể kiếm được lợi nhuận một cách dễ dàng hơn. Tuy nhiên thì đầu tư ICO luôn luôn là một loại hình đầu tư mạo hiểm, thế nên mình luôn khuyến cáo mọi người là nên cân nhắc kỹ trước khi đầu tư và chỉ đầu tư cái số tiền mà các bạn cảm thấy trong ngưỡng chịu đựng của các bạn, được không ạ? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và nếu mà thấy cái thông tin trong cái video này hữu ích thì các bạn hãy like và subscribe kênh YouTube của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.